chào các khán giả của VTV Cup. Chúng ta đã cùng nhau đồng hành trong suốt 13 vòng đấu đã qua tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023. Và ngày hôm nay sẽ là những trận đấu cuối cùng, những trận đấu khép lại một giải đấu rất hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao và cuộc cạnh tranh đến chức vô địch vô cùng gay cấn. Đây là các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội 1 ra sân trong bộ trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam ngày hôm nay ra sân với đội hình với bộ trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1, các cầu thủ Hà Nội 1 bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Hải Yến không kịp, cú sút xa. Như vậy là đã có tình huống dùng tay chơi bóng của hậu vệ bên phía Phong Phú Hà Nam. Và tất nhiên là trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 14m. Tình huống xử lý có phần non nớt của Phương Nguyên. Cú sút bằng chân trái của Biện Thị Hằng. Hải Yến đối đầu với Trần Thị Trang. Hải Yến rất dễ dàng, vẫn là một phong cách ghi bàn và ăn mừng hết sức điềm đạm của tiền đạo mang số 12. Tỷ số là 1-0 cho Hà Nội 1 ở phút thứ 12 của trận đấu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Phong Phú Hà Nam với những cầu thủ trẻ họ mắc lỗi. Và đội áo đỏ sẽ phải tiếp tục học cách đứng dậy sau những bàn thua. Hải Linh được chuyển dài rất chính xác cho Phạm Hải Yến. Hải Yến không vào. Một pha tấn công hai chạm của cầu thủ Hà Nội 1. Phải nói là một đường kiến tạo rất tuyệt vời của Hải Linh từ phần sân nhà. Bóng chọn đúng vị trí của Hải Yến. Và cầu thủ vừa ghi bàn mở tỷ số đã có một tình huống ra chân. Phương Anh. Khánh ơi! Vào! Rất bất ngờ, Phong Phú Hà Nam họ đã có bàn gỡ hòa. Người đã lập công trong tình huống vừa rồi là tiền đạo Lưu Hoàng Vân. Ghi bàn cho câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Tỷ số trận đấu, câu lạc bộ Hà Nội 1-1. Có thể nói là trong một pha bóng tương đối hiếm hoi có thể tiếp cận được khung thành của Nguyễn Thị Loan thì Phong Phú Hà Nam họ đã thành công. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Tình huống mà Thanh Hiếu đã kiến tạo cho Lưu Hoàng Vân lập công. Cú sút chạm mép trong của cột dọc. Một pha phối hợp của hai người đồng đội trong áo đội tuyển U19 Việt Nam. Tình huống dứt điểm rất quyết đoán của Lưu Hoàng Vân. Và trên khuôn hình của chúng ta là 3 cầu thủ. Và bây giờ thì trận đấu đã trở lại vạch xuất phát. Hải Yến, Thái Thị Thảo. Dứt điểm, không vào. Một cú dứt điểm bằng chân trái hết sức quyết đoán của đội trưởng bên phía Hà Nội 1. Một pha phối hợp của Hải Yến và Thái Thị Thảo. Bóng chỉ đi hơi cao một chút so với khung thành của Trần Thị Trang. Tiếp tục làm tình huống mà bóng đã đi qua trước cầu thủ Hà Nội 1. Thanh Thảo, Vũ Thị Hoa để bóng vào cơi vẫn không vào. Thật khó tin, rất khó tin. Vậy là Biện Thị Hằng đã làm được điều mà chúng ta thực sự là rất khó tin. Một quả bóng mà đưa bóng ra ngoài còn khó đưa vào trong. Hãy cùng theo dõi lại nỗ lực của Vũ Thị Hoa. Trời ơi, chỉ cần một điểm chạm rất nhẹ nhàng nhưng Biện Thị Hằng lại để lỡ một cách rất đáng tiếc.
Đó là nỗ lực tuyệt vời của Vũ Thị Hoa. Có lẽ tình huống đó Biện Thị Hằng chỉ cần lao vào và không giơ chân ra thì bóng cũng sẽ đi vào lưới. Rất tiếc cho cầu thủ Hà Nội 1. Vũ Thị Hoa. Rồi, dứt điểm. Wow. Cuối cùng thì cầu thủ Hà Nội 1 họ cũng đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Người lập công là Bùi Thị Trang. Nếu như chúng ta tiếc nuối hai pha bóng trước bao nhiêu thì cảm xúc nó vỡ hòa với bàn thắng của Bùi Thị Trang. Nếu như Bùi Thị Trang còn bỏ lỡ cơ hội vừa rồi nữa thì thực sự là không còn gì để nói nữa. Quá nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ trong trận đấu ngày hôm nay. Những phút cuối của hiệp 2 và cuối cùng thì Hà Nội 1 cũng đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Tình huống mà các hậu vệ bên phía phòng thủ Hà Nam đã không thực sự quyết liệt. Hà Nội 1 họ vẫn chưa muốn dừng lại. Hà Trang, cú sút. Đúng lúc này thì trọng tài chính ông Lê Quang Cường đã đổi còi kết thúc trận đấu giữa Hà Nội 1 và phòng thủ Hà Nam. Bàn thắng ở những phút cuối của hiệp 2 đã giúp cho cầu thủ Hà Nội 1 giành trọn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Và với cục diện của trận đấu còn lại giữa Than Khoáng Sản Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh 2 thì chúng ta có thể thấy là những vị trí dẫn đầu thứ 2 và thứ 3 sau khi kết thúc vòng đấu thứ 13 được giữ nguyên. Cục diện cuối cùng của giải vô địch quốc gia năm nay đó là Thành phố Hồ Chí Minh 1 vô địch, á quân là Than Khoáng Sản Việt Nam và giành vị trí thứ 3 là Hà Nội 1. Xin chúc mừng các đội bóng đã có một mùa giải thi đấu công hiến và có được những thành quả được sự ghi nhận của khán giả và được giới chuyên môn đánh giá rất tốt về chất lượng chuyên môn.